Chào các bạn đã trở lại với video tiếp theo của mình. Cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn là 104 km. Vâng, như mọi người đang thấy là hiện tại thì mình đang đi trên cái cung đường cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video trải nghiệm cái cung đường cho tất cả các anh em, các bác tài cũng như tất cả mọi người xem đường cao tốc Lạng Sơn đi như thế nào nhé mọi người. Hiện tại thì đang là 2 giờ chiều, mình thì vừa có một cái chuyến hàng bỏ hàng ngay dưới Bắc Ninh, xong rồi bây giờ đánh xe lên cửa khẩu Hữu Nghị để đóng hàng. Hiện tại thì đường cũng đang rất là vắng. Đi cái tuyến đường cao tốc này thì công ty là không cho đi đâu. Đây là trạm thu phí đầu vào. Hôm nay mình đi cao tốc thì mình tự bỏ tiền túi ra để trải nghiệm cái cung đường cao tốc, cho nên là mình sẽ không đi vào làn tự động. Mình sẽ đi ra làn ngoài để mình lấy thẻ, xong rồi mình tiện thanh toán luôn, không phải công ty thanh toán cho. Sao lại thế nhỉ? Mình rõ ràng đi làn ngoài để lấy thẻ cơ mà. Đây, rất là hay luôn. Bắt đầu đi cao tốc này thì đoạn này hơi dốc một chút.
Bắc Sơn đang ở cái chỗ này, biển đang là cách 88 cây thì đến thành phố. Còn cửa khẩu hướng đi Lạng Sơn thì phải đi 100 km các bạn ạ. Nhìn có vẻ mình đi hơi chậm, nhưng hiện tại thì mình đang đi tốc độ 60 km/h rồi. Tốc độ tối đa cho phép của cái đường cao tốc này là 100 km. Xe mình thì gọi là hơi cũ, bởi vì xe 2015 rồi. Cầu dầu, gạ cơ, cho nên là mình sẽ đi với cái tốc độ để mà trung bình thôi, lợi dầu cho công ty thôi. Đi nhanh thì mọi người biết là rất là tốn dầu. Mà các thời điểm hiện tại thì dầu đang rất là đắt. Do chắc là do cái chiến tranh Ukraine với lại Nga gì đấy, dầu đang rất đắt, cho nên là mình sẽ đi với cái tốc độ này để tiết kiệm dầu cho công ty thôi. Xe mình đang đi với cái vòng tua đây là 1.100, 1.200 thì đi được khoảng tầm 65 đổ lại mọi người ạ. Ga nhanh thì cũng chẳng đi được. Cho nên là nhiều khi mình đi đường ngoài với lại đường này thì nó cũng ngang nhau. Nhưng mà những cái xe con ấy hay là xe khách ấy thì đi đường này chắc chắn nó phải là nhanh hơn cái đường quốc lộ 1A cũ rồi. Đi đường này thì tốn khá là nhiều tiền so với đường ngoài. Đường ngoài cái xe mình đây thì tốn hơn 80.000 thôi. Nhưng mà đi đường này phải bỏ ra 500.000. Nó rơi vào 64 km. Tính sơ ra thì nó vào khoảng gần 8.000 một cây số mọi người ạ. Khá là đắt đấy. Ở ngoài Bắc thì mình cũng đi vài cái cao tốc rồi. Kể đến là như là cao tốc Hà Nội Lào Cai này, Hải Phòng Hà Nội này, Vân Đồn Hạ Long này, cao tốc Thái Nguyên Hà Nội nữa. Cao tốc Hà Nội thì Hà Nội với Hải Phòng thì chắc là đẹp nhất rồi. Đi cái đường nó rất là rộng mà là thẳng luôn. Đường đấy tốc độ hạn chế, mình có đi qua mình thấy là tốc độ hạn chế là được 120 km/h cơ mà. Đường đấy thì lại cấm tải, cho nên là đường rất là ngon. Cái đường cao tốc Lạng Sơn này thì không cấm tải đâu. Tuy nhiên là cái vé của cái đường này nó đắt, ít người đi, cho nên là đường cũng vẫn rất là ngon. Bởi cũng một cái lý do nữa là nó vừa làm xong ấy. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên không có trọng tải này, cũng không soát vé, đường rất là xấu luôn. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì có rất nhiều cái cống qua dưới, đi nhiều chỗ cũng hơi sóc, bởi vì do cái đường nó lún, cái cống nó lại nhô lên. Đây, đường đấy mình vừa qua cái cầu này này, rất là êm luôn này. Đi cao tốc này mà xe thì có ga tự động ấy, thì đi nó sẽ rất là nhàn. Vì mình chả phải làm gì đâu, chỉ ngồi quay vô lăng thôi. Xe mình ga cơ điện, ga cơ thì đạp cũng hơi mỏi một chút.
Đường lên Lạng Sơn thì đang khá là xa. Nếu mà đi như thế này thì là mình sẽ rất là lâu. Cho nên mình sẽ tua đi một đoạn để cho đỡ mất đoạn nha các bạn.
còn một đoạn đường khá là dài. Ở đây nó phải cách hơn 20 mấy cây nữa thì mới hết cao tốc mọi người ạ. Cao tốc này là đi xuyên núi luôn. Ở bên tay trái mọi người đây đang là những cái ngọn núi đá rất là đẹp, rất là cao. Ở cái ngọn chú đá đây là cái chỗ người ta hay bán na đấy mọi người, bán na ở cạnh đường ấy, qua cái ải Chi Lăng đấy. Bán ở đây thì bán quanh năm, bán cả ngày cả đêm luôn. Thì mọi người đi đường có thấy là mở điện cạnh cái ải Chi Lăng đấy, người ta bán na đấy, ở đấy là cái khu vực này luôn đấy. Lên đến địa phận Lạng Sơn thì cao tốc này không dốc mấy, cứ lên lên lại xuống thôi. Cũng giống như là đi mình đi cao tốc Vân Đồn Hạ Long. Không, cái cao tốc Vân Đồn Hạ Long thì dốc hơn đây nhiều. Ở đây thì chỉ có thể so với ngang ngang như kiểu là cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi mọi người ạ. Cũng có nhiều đoạn dốc dài này.
Sau hơn 1 tiếng 16 phút thì mình đã đi hết cái tuyến cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn rồi. 64 km. Ở đây là cái điểm trạm thu phí đầu ra ở xã Mai Sao, huyện Chi Lăng. Đi cao tốc mình cảm thấy là cũng không nhanh bao nhiêu mà buồn lắm. Đi đường ngoài thỉnh thoảng gặp bạn bè anh em thì còn gọi là chào nhau cái, nhưng mà đi đường này thì mình cũng một đường một mình mà đi thôi, hơi buồn. Hết 511.000. Như vậy là mình đã đi trải nghiệm cung đường cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn xong rồi mọi người ạ. Ra đây thì khoảng 200m thì sẽ phải là lên thành phố Lạng Sơn. Còn cách thành phố Lạng Sơn khoảng 30 km nữa. Video của mình cũng tương đối là dài rồi. Đến đây thì mình cũng xin kết thúc cái video của mình ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và hãy tiếp tục đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp mọi người trong những cái video lần sau.